Từ hôm nay đến ngày 24 tháng 7, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức đoàn cán bộ, công chức, viên chức con thương binh, con liệt sĩ có thành tích tiêu biểu trong công tác về nguồn tại Côn Đảo. Cùng đi với đoàn có bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chiều nay đoàn đã đến thăm tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Côn Đảo. Tại các nơi đến thăm, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thăm hỏi sức khỏe, đời sống các cựu tù chính trị Côn Đảo mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh to lớn của các gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Mong các gia đình tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương cho thế hệ trẻ nâu theo. Trước đó, trong sáng nay, đoàn đã đến giếng thắp hương tại di tích lịch sử cầu tàu 914, nơi chứng kiến cảnh lao động khổ sai nặng nhọc của tù nhân chính trị, cũng là nơi chứng kiến những giây phút vinh quang xúc động nhất khi côn đảo được giải phóng.